trong mắt em anh không phải người quan trọng nhất. Cho trước kia bên nhau anh yêu yêu nhưng không đủ ràng buộc em. Điều đó khiến anh biết phân vân, điều đó đâu hay ho gì ngược lại càng đắn đo hơn. Tôi thì công bằng thế rồi xử lý ra sao, cộng cùng quan điểm một người yêu sẽ không như mong muốn, ai cũng như ai. Cuộc đời ai cũng như em, phía trên thế giới chẳng có ai đâu, sẽ không có ai ngu dốt sinh ra để hy sinh chỉ vì một người.